Xin chào các bạn. Trong clip này thì sếp sẽ nói 4 nội dung về kính và keo UV mà các bạn thường hay đặt câu hỏi nhất. Vấn đề đầu tiên là tại sao phải dán cường lực keo UV mà không dán những cái loại dán khác? Ưu và nhược điểm của kính cường lực keo UV là cái gì? Nếu như các bạn muốn hạn chế tối đa việc bể vỡ màn hình trong những cái trường hợp rơi rớt như thế này thì nên dán kính cường lực UV. Ưu điểm thứ hai là màn hình cảm ứng cực kỳ nhạy. Bởi vì tính chất dán là chúng ta sẽ đổ keo trên màn hình và đặt một tấm kính lên, cho nên keo sẽ phủ toàn bộ màn hình luôn. Dán loại này thì nó sẽ không bị trường hợp ợp ẹp hay là chậm cảm ứng giống như những dạng kính cường lực keo viền. Ưu điểm thứ ba là so với loại dán dẻo thì loại này nó sẽ ít bám dấu vân tay hơn, sạch màn hình hơn và khó trầy xước hơn các loại dán dẻo. Tuy nhiên cái loại dán cường lực keo UV này có một nhược điểm rất lớn là khi các bạn dán cái keo nó sẽ tràn ra những cái mép xung quanh sườn máy và keo sẽ lọt vào trong cái khe đó. Với những cái vị trí khác á, thì sau khi dán chúng ta có thể dùng cồn 90 độ để vệ sinh sạch lại, nhưng mà riêng cái vị trí mà khe sườn thì không thể vệ sinh được bởi vì nó rất là nhỏ. Chúng ta không đưa khăn vào để vệ sinh được, không lau được cái vị trí đó. Loại dán này nó sẽ không thích hợp cho những người kỹ tính. Trước khi chọn ra hai mẫu để kinh doanh đại trà thì shop đã từng nhập rất nhiều loại kính. Hiện tại thì shop đã chọn ra được hai loại kính, mình tạm đặt tên là kính loại 1 và kính loại 2. Kính loại 1 thì có giá tầm 300 trở lên và nó được dán kết hợp với lại keo UV đặc. Một lát nữa mình sẽ giới thiệu về cái phần keo lỏng và keo đặc sau. Kính loại 1 sẽ dày hơn kính loại 2 và ít bám dấu vân tay hơn, có vát cạnh 2,5D bên ngoài cho các bạn cái cảm giác vuốt nó mướt hơn. Nếu các bạn ghé trực tiếp cửa hàng thì shop sẽ cho các bạn xem cả hai mẫu kính. Các bạn có thể để ý thử là cái kính ở bên tay phải của mình nó sẽ dày hơn kính bên tay trái, kính bên tay phải là kính loại 1. Độ dày của kính cũng rất là quan trọng, nó sẽ hạn chế tối đa cái việc mà nứt kính hay bể màn hình của các bạn. Thứ hai nữa là sau khi dán á, các bạn xài đã qua quá trình sử dụng rồi thì tháo gỡ nó cũng dễ hơn, nó không có bị trường hợp mà bể dụng nát. Ở đây mình đang test cái phần vát cạnh 2,5D của kính loại 1 và kính loại 2. Thì các bạn có thể sờ như thế này, cái kính mà nó phát tốt hơn á, thì nó sẽ mướt hơn. Hiện tại thì khuôn kính sẽ có hai loại là tay thỏ và full toàn màn hình. Nếu như các bạn dùng với những cái dạng ốp chống sốc dày thì nên dùng kính tay thỏ. Và ngược lại, nếu các bạn dùng không hoặc là dùng với những dạng ốp lưng vừa phải hoặc là mỏng thì các bạn nên dùng cái loại full, nó sẽ đẹp màn hình hơn. Ở đây mình có một cái gợi ý là nếu các bạn chọn cái loại kính full toàn màn hình luôn thì lưu ý giúp mình cái nhược điểm nó sẽ làm cảm biến mống mắt chậm lại một tí và camera chụp nó sẽ mờ. Nếu các bạn đưa vào chỉnh Photoshop thì cái độ phân giải của nó sẽ không như ban đầu được. Bản thân mình thì đã từng dùng cái loại kính full này và nó thật sự là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Mình chỉ nhắc nhở những các bạn mà chuyên dùng chỉnh hình qua Photoshop. Ở nội dung thứ ba thì mình sẽ nói về keo UV. Thật sự là mình không biết có bao nhiêu loại keo UV và tính chất của nó như thế nào, nhưng mà shop phân loại ra hai loại keo, đó là keo lỏng và keo UV đặc. Trên tay mình đang cầm một cái ống keo lỏng thì các bạn thường thấy những cái ống này nó sẽ nằm trong một bộ phụ kiện. Ví dụ như các bạn mua một bộ phụ kiện là 100 mấy thì nó sẽ bao gồm là một ống keo, một cái đèn UV và một tấm kính, thì đó là dùng keo lỏng. Còn đây là ống keo UV mà mình gọi tên là keo đặc. Khi dùng đèn hơi khô cái keo này nó sẽ tạo thành một cái lớp silicon mỏng. Keo đặc loại này thì shop sẽ không vận chuyển đi tỉnh, bởi vì cái việc vận chuyển trong thời gian mà tầm 2 tới 5 ngày nó sẽ làm khô keo. Các bạn ở tỉnh thì chỉ nên đặt cái loại keo lỏng thôi, đừng nên mua cái loại keo đặc này. Nếu như các bạn ghé trực tiếp cửa hàng á, thì mình sẽ gợi ý cho các bạn chọn loại keo UV như thế nào nó hợp lý. Vì tính chất của keo UV lỏng là một dạng giống như là nước, cho nên cái độ bám dính và tạo thành cái lớp silicon nó không bằng cái loại keo đặc. Các bạn dùng cái loại keo lỏng á, mới dán thì rất là đẹp,
vài loại keo lỏng nó cũng sẽ dễ dán hơn. Nhưng mà khi các bạn xài một khoảng thời gian thì nó sẽ bị cái hiện trạng là tự bong cạnh hoặc là bong một cái đốm khí nhỏ. Điều này nhiều người thường hay hiểu lầm là do cái cách xài chúng ta bị cấn gớp lưng hay là bị va chạm vào cái gì đó mà nó làm bong cái miếng dán lên. Nhưng mà thực tế là do cái lớp keo lỏng nó bám dính không có được chắc giống như keo đặc. Thị trường có rất nhiều loại kính cường lực keo UV, đa số là sẽ không có thương hiệu bởi vì những cái loại này thì nó tính chất là lắp ghép lại với nhau. Những nhà sản xuất ở bên Trung Quốc thì họ sẽ sản xuất kính, sau đó họ hợp tác với lại một số nhà sản xuất keo khác để tạo thành một cái bộ sản phẩm. Phương Vi Shop cũng vậy, mình không nhập trọn bộ phụ kiện của một nhà sản xuất mà mình sẽ lấy kính ở công ty này và keo ở công ty khác để tạo thành một bộ sản phẩm mà mình thấy là hài lòng nhất. Nếu các bạn muốn trải nghiệm kính cường lực keo UV này thì cứ mạnh dạn ship hàng. Trước khi dán, các bạn cần lưu ý là che loa thoại, mic phone và chân sạc lại thì các bạn có thể tự tin dán cái miếng dán keo UV này. Khi các bạn che kỹ lại, keo UV dư thừa nó chảy ra, các bạn cứ kệ nó. Các bạn thao tác cho thật nhanh để dán cái màn hình nó không có bị chết keo. Phần keo dư ra thì lát nữa các bạn có thể dùng cồn 90 độ hoặc là xăn thơm để vệ sinh lại. Mỗi loại keo nó cũng sẽ có một cái cách dán khác nhau. Ví dụ như các bạn dán keo lỏng thì các bạn chỉ cần đổ tập trung keo ở chính giữa màn hình và đặt kính lên, keo sẽ tự lan chảy ra. Còn với loại keo UV đặc thì các bạn phải nhỏ keo đều hết toàn màn hình bởi vì keo nó hơi sệt, nó không có tính năng là tự lan ra. Các bạn phải trải đều như vậy để lúc mà chúng ta dùng cái dụng cụ đẩy á, nó mới lon đều hết được. Shop có hai bài hướng dẫn cách dán chi tiết trên YouTube. Các bạn search từ khóa Phương Vi Shop sẽ ra cái bài hướng dẫn dán này. Có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc dán cường lực keo UV như thế này. Có người thì cho rằng là dán cường lực keo UV rất là nhạy, cảm ứng tốt, ok, xài bền. Nhưng cũng có người là cho rằng là dán cái cường lực này nó sẽ ảnh hưởng tới màn hình cảm ứng. Và khi tháo gỡ ra nó sẽ rất là khó. Dán cường lực keo UV thì nó không ảnh hưởng gì tới màn hình máy hết. Chỉ có thể là nếu các bạn dán nhiều quá nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình thôi bởi vì cái hơi keo của nó rất là khó chịu. Còn vấn đề mà tháo ra mà các bạn thấy có những cái clip là làm gỡ ra rất là cực, thực tế đó là do cái keo của các bạn chọn nó chưa có tốt lắm. Và nó còn phụ thuộc vào cái cách dùng của các bạn nữa. Trong cái môi trường mà nóng quá, nhiệt độ cao thì cái kính nó sẽ mục và khi các bạn tháo gỡ nó rất là khó khăn. Để dễ tháo gỡ nhất thì các bạn nên dùng kính khoảng tầm 3 tháng tới 6 tháng là nên thay. Dù cái kính nó còn nguyên vẹn, chưa có bị gì hết nhưng các bạn vẫn nên thay. Để cái lớp silicone mà dán lâu ngày rồi á, các bạn thay đi thì nó sẽ trong màn hình hơn và cảm ứng nó nhạy hơn. Lúc đó chúng ta gỡ cái kính nó cũng dễ dàng hơn nữa. Đây là một đoạn clip shop tháo cho một khách đã dùng được 3 tháng và bị bể mạng nhện. Với những trường hợp như thế này thì cái kính nó bể vụn cho nên các bạn gỡ nó sẽ lâu hơn một tí. Máy này được dán bằng keo UV đặc cho nên khi khô nó tạo thành một cái lớp silicone mỏng và mặc dù nó bể màng nhện nhưng các bạn thấy nó không bị rời rạc ra. Và nhờ cái lớp silicone này thì nó bảo vệ cái màn hình máy của mình nó không có bị trai xước. Tóm lại là dán cường lực keo UV sẽ không ảnh hưởng tới màn hình máy, các bạn có thể vệ sinh lại bằng cồn 90 độ. Nhưng loại dán này nó sẽ không thích hợp với những người kỹ tính. Bởi vì cái đoạn đầu mình đã chia sẻ, keo UV sẽ lọt vào khe sườn máy. Trong trường hợp các bạn cần độ mướt để chơi game, hoặc trong trường hợp các bạn đã từng dán dẻo nhiều lần mà màn hình nó vẫn bị bong thì lúc đó hãy suy nghĩ tới việc dán kính cường lực keo UV. Đó là sự so sánh của shop về kính và hai loại keo UV. Hy vọng clip này sẽ tạo cho bạn sự lựa chọn chính xác hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.